xem tử vi năm 2024 đối với nam mạng Bính Thân sinh năm 1976. Bính Thân thiên thượng chi long tức rồng trên trời. Tuổi năm 2024 là 49 tuổi, sinh từ ngày 31 tháng 1 năm 1976 đến ngày 17 tháng 2 năm 1977. Ngũ hành bản mệnh sa trung thổ, tướng xương tưởng tinh, xương còn rồng tưởng tinh còn trột xem tổng quan tử vi tuổi bính thân nam mạng vào năm 2024 luận về ngũ hành ngũ hành bản mệnh thổ gặp năm giáp thìn có ngũ hành hỏa quan hệ tương sinh rất tốt trong năm nay cuộc sống vui may có nhiều tình mừng đưa tới về mưu cầu công danh cũng được thuận lợi. Nếu có dự tính đầu tư xuất tiền trong năm đều thuận lợi và đạt nhiều thành tựu như ý. Trong năm 2024, xuất hành đi xa gặp nhiều may mắn nhờ được giúp đỡ từ quỷ nhân. Luận về thiên can Thiên can tuổi này là bính ngũ hành hỏa gặp năm thiên can giáp ngũ hành mộc chỗ về bình hoa. Công việc không có nhiều thay đổi hay khởi sắc và khó được kết quả như mong muốn. Về ngũ hành của thiên can có mối quan hệ tương sinh giữa thiên can năm và thiên can tuổi, vì vậy công việc năm nay được giúp đỡ từ quý nhân. Hơn nữa nếu mở rộng công việc thì nhận được các lợi. Luận về địa chi Địa chi thình gặp năm địa chi thình Chủ về thái tuế bản mệnh được gọi là tự hình năm tuổi. Năm nay, phạm thái tuế đáo tụng đình, nên thị phi dễ đưa tới trong công việc hoặc trong cuộc sống. Bên cạnh đó, công việc dễ đưa tới những thay đổi, đó có thể là mở mang theo tư tưởng mới. Ngoài ra, cuộc sống của bản mệnh cũng có thể có những tình hướng mới trong năm nay luận về cung phi cung phi là càng hành kim gặp cung phi trấn hành mộc tương ứng ngũ quỷ đây là năm mà bản mệnh có thể mất mát về của cải sức khỏe chuyển biến không tốt thị phi trong năm công việc không được như ý muốn ngoài ra mối quan hệ ngũ hành của cung phi năm và tuổi này là tương khắc vì vậy công việc trong năm không thuận và sức khỏe cũng ảnh hưởng kết luận bước sang năm giáp Thình nam mạng tuổi bính Thình công việc sẽ gặp những khó khăn và có nguy cơ bị phá hoại năm nay không nên thay đổi công việc hiện tại về mặt tiền bạc cũng có những dấu hiệu bất lợi gia đạo không được tốt thiểu hòa khí sức khỏe yếu cần lưu ý tới vấn đề liên quan tới răng miệng xem tử vi năm 2024 đối với nam mạng bính Thân. Luận về sao chiếu mệnh. Sao Thái Bạch. Thái Bạch sao ấy khổn cung, làm ăn thua lỗ, tử tung thở dài. Tháng năm là tháng ách tai, gia đình xảo trộn, trong ngoài bất an. Năm 2024, Nam Mạng sinh năm 1976, gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh làm ăn có thể không được như ý muốn, tiểu nhân quấy phá, tiền bạc cũng hao tán nhiều, thậm chí đưa tới cảnh trắng tay. Quân sự không được lợi. Tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch là những tháng xấu nhất. Kỵ trong năm là màu trắng. Luận về sao hàng. Hàng toán tận tức đại hàng toản tận hạn đến thinh linh đàn ông rất kỳ, bỏ mình nhiều khi Toán tận họa gợi tai bay văn thờ khẩu thiệt tổn tài ốm đau Nam Mạng bính Thinh gặp hạn toán tận trong năm 2024, dễ bị đau ốm hay bệnh tật, đi lại xe cộ cũng cần lưu tâm hoặc hạn chế đi lại. Tiền bạc tiêu pha nhiều khoản, khai thác lâm sản trong năm cũng không được tốt, cẩn thận gặp tai nạn. Hạng tuổi năm 2024 đối với Nam Mạng Bến Thân. Quý ông phạm phải hạn tam tai và Thái Tuổi Vận niên năm 2024, lòng đắc phụ tức rồng gặp may tốt. Vận niên này có cơ hội làm mưa làm gió trong thiên hạ. Trong năm, các công việc lớn tới lúc tiến hành khó khăn có thể đưa tới vào thời điểm ban đầu nhưng càng về sau càng được lợi tốt đẹp như ý. Bản thân cần kiên trì theo đuổi và không ngừng nỗ lực thì khó khăn nào cũng dễ dàng vượt qua. Đây là năm có người phá hoại trong công việc nhưng lại có người giúp đỡ nên công việc vẫn được như ý. Mỗi quan hệ bạn bè mới cần suy tính kỹ lưỡng dễ bị lừa gạt liên quan tới tình cảm. Luận về tử trụ, tử trụ có thiên hoa, địa hoa, mọi việc trong năm không có chi hưởng đi lên. Ngoài ra sức khỏe của quý ông cũng cần lưu tâm hơn vì không tốt, có thể dễ bị ốm đau. Luận giải lá số tử vi đổi với Nam Mạng Bính Thình vào năm 2024 như sau. Tại cùng tiểu vận có các sao Quốc ẩn Tuế phá thiên hư địa phỏng một bộ sau này công việc làm ăn dễ bị người khác phá hoại mọi kế hoạch không được suôn sẻ tốt nhất không nên thay đổi trong nhà có bất hoa và dễ có tinh tan sự đưa tới tại cùng xung chiếu có các sao hoa cải Thái Tuế Thiên La Thanh Long Quang Đế bộ sau này bảo hiệu việc xuất hành đi xa khá thuận lợi có quý nhân phù trợ tài lộc hành thông ra ngoài sẽ mở mang thêm những mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Tại cùng tam hợp có các sao, thiên mã, lộc tôn, bác sĩ, tiểu khách, thiên khốc, tuần, tràng sinh, giải thân, phượng cát, tưởng quân, tan môn, đế vượng. Bộ sao này trong năm có tài lộc đưa tới, tiền bạc có sự tiêu pha nhiều vào trong làm ăn, kinh doanh và gia đình, cần có sự quản lý trong chi tiêu. Tại cùng nhị hợp có các sao, lực sĩ trực phù kinh dương tuần mộc dục bộ sau này một năm tình cảm bạn bè không tốt dễ có thị phi đưa tới việc liên kết làm ăn không được thuận lợi kết luận luận giải lá sổ tử vi cho thấy trong năm gặp nhiều khó khăn lẫn thách thức công việc kinh doanh gặp trở ngại có nguy cơ bị người khác phá hoại hoặc thất bại trong mưu cầu sự nghiệp gia đạo thiểu hòa thuận và có thể xảy ra những chuyện buồn phiền. Sức khỏe yếu, có khả năng đau ốm và phục hồi khả chậm. Xem tử vi năm 2024 đối với nam mạng bính thân, luận về các phương diện trong cuộc sống. Luận về phương diện tài chính Trong năm có thể gặp những khó khăn về phương diện tiền bạc. Con đường tiền bạc của quý ông không được tốt, trở về phải đối mặt với nhiều điều bất lợi trong việc quản lý tiền bạc. Mô cầu tài chính dễ gặp hạn khiến cho việc làm ăn, đầu tư trở nên khó, không được như ý trong năm nay. Luận về phương diện sức khỏe Sức khỏe trong năm được dự báo không được tốt, phải đối mặt với những vấn đề như cảm lạnh, đau ốm hoặc thậm chí có nguy cơ thận hư và vấn đề về răng miệng. Năm nay, quý ông thường xuyên bị căng thẳng về tinh thần và suy nghĩ nhiều dẫn tới suy nhược cơ thể. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Phương diện này được dự báo không được thuận lợi, mọi việc đều gặp những khó khăn. Điều quan trọng là bản mệnh nên thận trọng và cần nhắc kỹ trước khi quyết định hay thay đổi hoặc mở rộng công việc luận về phương diện, tình cảm, gia đạo. Năm nay, thiếu đi sự hòa khí trong gia đình và sự ấm áp. Có thể có những chuyện buồn xảy ra hoặc mối quan hệ tình cảm giữa vợ chồng có mâu thuẫn, lục đục, không yên. Điều quan trọng ở thời điểm này là bản mệnh nên cố gắng trò chuyện, lắng nghe, tạo cơ hội thấu hiểu và hàn gắn mối quan hệ gia đình. Luận về phương diện xuất hành ngoại giao trong năm, gặp nhiều bất lợi khi xuất hành, giải sinh những mâu thuẫn và bất đồng trong quan điểm khi làm ăn chung. Xuất hành đi xa, lưu ý các bệnh vật. Năm 2024, Nam Mạng sinh năm 1976, hợp tác làm ăn với các tuổi nào sẽ được may mắn và thành công. Quý ông nên hợp tác với tuổi kỷ tỵ sinh năm 1989, tuổi kỷ hợi sinh năm 1959 hoặc tuổi tân dậu sinh năm 1981. Năm 2024, quý ông hợp với màu vàng, màu nâu và trong năm giáp thân, quý ông kỵ màu đen. Xuất hành vào ngày mùng 1 Tết Nam Mạng Bình Thân nên xuất hành theo hướng Đông Bắc đệ đón Hỷ thân từ 3 giờ đến 5 giờ sáng tỉnh theo giờ địa phương. Năm 2024, Nam Mạng sinh năm 1976 gặp những bất lợi trong mọi việc. Phương diện tiền bạc không được như mong muốn, bị hao hụt nhiều trong tài chính cũng như gặp khó khăn. Công việc làm ăn của quý ông dễ có sự thay đổi cũng như có người phá hoại trong công việc. Đối với gia đạo không được tốt, gặp thị phi hay xảy ra mâu thuẫn, ngoài ra sức khỏe hay đau ốm và lâu khỏi bệnh.